Nhà đất Ngọc Hoa rất hoan chào đón quý khách hàng đã quay trở lại với kênh YouTube nhà đất Ngọc Hoa.com cũng như hệ thống Facebook fanpage nhà đất Ngọc Hoa. Và hôm nay nhà đất Ngọc Hoa lại tiếp tục gửi đến quý khách hàng một căn nhà phố rất là hiện đại như quý khách hàng. Và căn nhà của ông ta thì có một vị trí thì rất là đẹp này, đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là căn nhà của ông ta thì nằm trong một khu nhà phố đồng bộ có giá trị lên đến 20 căn. Và căn nhà này thì gia chủ đang cần tiền nên bán một mức giá thì rất là rẻ như quý khách hàng. Nhà của ông ta thì có một diện tích đó là ngang 4m2, độ dài đó là 15m đó, và được thiết kế là một trệt một lửng 3 lầu. Và gia chủ thiết kế đó là 2 phòng khách, 1 phòng bếp, 4 phòng ngủ, 6 nhà vệ sinh và có khu vực sân thượng trước sau. Căn nhà này thì trước kia thì gia chủ đang chào bán với giá đó là 6 tỷ rưỡi, nay thì gia chủ cần tiền nên bán một mức giá đó là 6 tỷ 350 triệu. Giá này thì đang còn thương lượng đến quý khách hàng nha. Và nhà của ông ta là có hướng đông, phù hợp cho quý khách hàng phong thủy đông tứ chặt như quý khách hàng ơi. Đó, và đây là căn nhà của ông ta như quý khách hàng. Ở nhà của ông ta thì nằm ngay một sẹt của đường Phạm Văn Chiêu thì rất là an ninh. Quý khách hàng có thể thấy này, một vị trí con đường trước nhà của ông ta thì rất là thông thoáng. Có một đường ở trước nhà của chúng ta đó là một con đường 8m này quý khách hàng. Đó, quý khách hàng có thể thấy này, xe hơi, xe tải thì để 3 chiếc thì rất là thoải mái luôn nha. Đó, đây là con đường đi vào căn nhà của chúng ta. Đó, một khu nhà phố thì rất là an ninh. Ở phía trước mặt quý khách hàng đó là có trường học Huỳnh Văn Nghệ này. Tại đây thì trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì rất là gần như quý khách hàng. Đó. Rồi, và quay lại không gian mặt tiền thì em cũng xin giới thiệu thêm. Thì đây là một mặt tiền thì theo kiến trúc cổ điển một chút xíu thôi. Đó. Một mức giá thì rất là rẻ. Giá thì 6 tỷ 350 triệu, giá thì đang còn thương lượng nha. Rồi, và bây giờ xin mời quý khách hàng cùng tôi trên em cùng nói chuyện phía bên trong. Ở bên trong đây thì ngay khi bước vào thì chúng ta có một phòng gara xe hơi, thì gia chủ đã thiết kế cho khách hàng thì rất là rộng rãi. Khách hàng có thể để được một chiếc xe bán tải hay là xe tải thì đều được nha. Đó, một căn phòng này. Sàn nhà thì được gia chủ lót cho khách hàng đó là gạch 3D, gạch bóng kiến, gạch 2 da thì rất là sang trọng luôn nha. Ở phía trên chúng ta có hệ thống đèn chiếu sáng trần thật cao. Và xung quanh tường thì chúng ta có gia chủ dán giấy dán tường phun lên đến trần nhà. Và chúng ta có hai bên tường thì gia chủ ốp gạch men cho quý khách hàng. Đó, một căn nhà thì rất là rộng rãi. Và vị trí thì rất là đẹp nha. Tại đây thì quý khách hàng có thể di chuyển lên đường Phạm Văn Chiêu này, đường Lê Văn Thọ, đường Lê Đức Thọ. Và chúng ta có thể di chuyển lên đường Quang Trung thì rất là gần. Đó, và căn nhà này thì gia chủ đang cần tiền nên bán một mức giá rất là rẻ cho quý khách hàng. Nào nhanh tay sửa căn nhà này nha. Đó, một khu nhà phố thì rất là đẹp và giá thành thì rất là rẻ thôi. Đó, và đây thì ở giữa nhà chúng ta khu vực cầu thang thì gia chủ thiết kế tay vịn được làm từ gỗ căm xe, kính cường lực 10 ly, thiết kế cực kỳ là chắc chắn. Bên tay phải quý khách hàng thì chúng ta có khu vực tủ gỗ sồi. Đó, đây là không gian tủ để rượu cho quý khách hàng. Đó, đây là không gian của nhà bếp ở quý khách hàng. Ở đây là khu vực nhà bếp thì rất là thông thoáng như quý khách hàng. Gia chủ thiết kế chú khách hàng đó là một không gian đó là tủ bếp này. Đó, hệ thống đèn chiếu sáng trần thật cao thì rất là đẹp. Đẹp. Khu vực cuối nhà thì chúng ta có một bồn rửa tay, không gian giếng trời. Đó, đây là không gian giếng trời như quý khách hàng ơi. Rồi. Và đây thì chúng ta cùng coi nhé, không gian phòng bếp lại một lần nữa. Và em cũng xin nhắc lại, căn nhà này có diện tích đó là ngang 4m2, độ dài đó là 16m nha quý khách hàng. Đó, em sẽ... Và bây giờ thì xin mời quý khách hàng cùng thân trên em cùng di chuyển đến khu vực tầng lửng, chúng ta cùng tham quan. Đó, và đây là khu vực tầng lửng của chúng ta. Thì có một phòng khách rất là đẹp. Đó, đây là khu vực phòng khách của chúng ta. Thì phòng này thì quý khách hàng có thể làm khu vực phòng ngủ được nha, hoặc là phòng karaoke. Tại vì tầng lửng này thì gia chủ đã thiết kế cho khách hàng đó là một nhà vệ sinh, nhà tắm tại không gian tầng trệt ở đây. Đó, nhà vệ sinh, nhà tắm đây quý khách hàng. Một căn nhà thì có giá thành thì rất là rẻ thôi. Đó, gia chủ cần tiền nên chốt với khách hàng đó là một cái giá cực kỳ là tốt luôn. Và nếu khách hàng nào quan tâm đến căn nhà này thì hãy liên hệ đến bên em nha. Và để bên em sẽ dẫn khách hàng đi tham quan trực tiếp căn nhà này. Và đây thì chúng ta đứng từ khu vực tầng lửng, chúng ta nhìn xuống này, một căn nhà thì rất là cao ráo. Đây là khu vực cầu thang đi lên.
đó, cái vịn được làm từ gỗ gầm xe đó, lát đá hoa cương như quý hàng. Và đây là khu vực lầu 1 của chúng ta, thì chúng ta có hai phòng ngủ. À, đây là khu phòng ngủ nha quý hàng, à, phòng ngủ đây. À, chúng ta phía sau có nhà, một nhà vệ sinh và không gian giếng trời. Và đây là khu phòng ngủ thứ hai. Đó, quý hàng ơi. Phòng ngủ thứ hai này rất là rộng rãi và sạch sẽ nha. À, xin mời quý hàng cùng theo chân em cùng di chuyển lên khu vực lầu 2 chúng ta cùng tham quan nha. Và đây là khu vực lầu 2 của chúng ta, thì có khu phòng ngủ thứ 3 và phòng ngủ thứ 4. Thì phòng ngủ này thì chúng ta có thể thấy này, phòng ngủ thì cực kỳ là đẹp và rất là sang trọng. Đó, phía sau có nhà vệ sinh, nhà tắm, không gian chính trời. Nhà vệ sinh, nhà tắm này quý hàng ơi. Một căn nhà thì rất là đẹp nha quý hàng. Rồi và bây giờ xin mời quý hàng cùng qua phòng ngủ thứ 4 nha. Nhà của chúng ta thì có 4 phòng ngủ. Và đây là khu phòng ngủ của chúng ta. Thì hai phòng ngủ phía dưới thì gia chủ đang trong quá trình lau chùi nha quý hàng. Đó. Nhà vệ sinh, nhà tắm này. Rồi và bây giờ xin mời quý hàng cùng theo chân em cùng di chuyển lên khu vực sân thượng chúng ta cùng tham quan luôn nha. Nhà thì rất là đẹp và rất là thông thoáng. Đó, và đây là khu vực sân thượng phía sau của chúng ta. Rồi, chúng ta cùng di chuyển lên khu phòng thờ nha. Ở đây là khu phòng thờ. Đó. Căn nhà này thì gia chủ đang cần tiền thì giá nào gia chủ cũng bán. Quý hàng nào có nhu cầu mua đầu tư thì hãy liên hệ đến nhà đất Ngọc Hoa để sở hữu căn nhà này nha. Và đây là khu nhà phố của chúng ta thì cực kỳ là sang trọng và cực kỳ là an ninh luôn. Rồi và em cũng xin nhắc lại căn nhà này có diện tích đó là ngang 4m2, độ dài đó là 16 và gia chủ đang chào bán với giá đó là 6.350.000.000 giá thì đang còn thương lượng đến quý hàng. Và nếu khách hàng nào quan tâm đến căn nhà này thì hãy liên hệ đến nhà đất Ngọc Hoa để nhà đất Ngọc Hoa sẽ dẫn khách hàng để tham quan miễn phí căn nhà này. Và nhà đất Ngọc Hoa cũng xin kính chào và hẹn gặp lại khách hàng một video khác.